Tiếp tục sau khi mình làm menu xong rồi mình sẽ làm icon cho mấy cái này nha. Thì icon mấy này thì ở đây mình cũng sẽ quay vô cái chỗ gọi là menu. Quay vô chỗ menu giao diện menu nha. Rồi sau đó mình sổ đây mình sẽ thấy cái chữ icon select, nhưng mà nó bị lỗi nè, nó không có xài được tại vì cái login icon này nó không tương thích với cái bản của red này. Bây giờ mình sẽ bỏ cái icon này, mình sẽ cài một cái login icon khác, tại vì cái web này cái login icon nó không xài được. Ở đây có login là form ở xăm 4 menu nè, nó bị hư rồi, nó bị lỗi nè. Mình xem chi tiết ở đây mình thấy nè, nó báo nè, cảnh báo login này chưa thử nghiệm phiên bản của red hiện tại các bạn, nghĩa là cái phiên bản này nó bị lỗi, nó không tương thích, cho nên mình phải gỡ bỏ đi, ngừng kích hoạt cái này đi, và mình xóa đi. Đó. Và mình sẽ cài tiếp cái login khác, icon khác, bấm nút cài mới ở đây và mình gõ chữ là icon menu. Ở đây nó có icon menu thì mình kiếm cái này rồi, các bạn tìm ra tới đây chưa? Rồi bấm cài đặt. Ok, mình sẽ cài cái menu rồi menu icon này kích hoạt nó. Bây giờ đó. Rồi sau đó kích hoạt xong rồi á thì mình sẽ quay vô cái chỗ là giao diện vô menu. Mình sẽ đem nước tẩy trang, nước tẩy trang mình là hình gì mình bỏ vô, mình kiếm hình nước tẩy trang mình vô cái trang last icon này để mình tìm icon, hoặc mình sử dụng hình ảnh để mình làm icon ha. Vô trang này mình tìm icon thì ở đây mình sẽ tìm icon theo cái từ tiếng Anh đi, nước tẩy trang này, tìm từ tiếng Anh nó mới dễ ra ha. Mình dùng Google dịch để mình dịch lại cái từ này là nước tẩy trang là cái gì đây nè. Đó, rồi. Đó, hoặc là tìm theo cái sản phẩm của mình, hoặc là tìm nước tẩy trang thì mình tìm hình nước tẩy trang cũng được. Đây. Đó, rồi mình lấy cái hình đó, mình bỏ vô mình làm icon được. Nếu có hai cách này, cách sử dụng hình để làm icon, cách hai là tìm icon vẽ đích thực. Rồi tôi sử dụng nước tẩy trang thì tôi lấy cái hình nào đó đi, ví dụ lấy cái hình tôi nói ví dụ lấy cái hình sản phẩm mình bán á, hình này tôi ví dụ lấy hình này đi nha, ví dụ nha. Rồi tôi mới sell hình này lại nè, đây không có nút sell, sell may nè, có nè, đó sell vô đây. À, rồi sau đó tôi mới quay vô cái chỗ gọi là menu. Rồi tôi đi mua, tôi sẽ mở ra nè. Mở ra ha. Rồi tôi đi mua cái hình menu may nè, tôi select. Tải tập tin lên, tôi tải cái hình icon, cái hình nãy là icon. Đây. Đây đây. Rồi. Rồi kích thước icon mình bao nhiêu mình chọn. 448 à 36 mình chọn ha. After before đó thì chọn after ha. Sell rồi, 48 thì to, 36 thì nhỏ. Rồi. Luôn nó lại. Thì mình sau khi mình làm cái hình ảnh thành icon này thì mình thấy cái icon của mình nó xấu á, nó tại cái hình mình lấy đại cái hình đó làm icon rồi cho nên nó không đẹp. Hình này mình phải dùng Photoshop mình chỉnh sửa lại cho nó đẹp cái icon, cho nên mình phải sử dụng cái trang là icon này, kiếm icon này ha. Mình lấy cái hình một cái hình nào đó làm icon đi ha. Hình này đó, hình này làm icon đi, cái màu luôn nè. Đó thì mình đau với dưới dạng là png ha. BNG là mình đào phi đào lót nè. Phải login vô mới đào được. Login với Facebook này, mới đào được.
Đó. Rồi. À, mình phi đào đào được cái ha. Cái này đây. Rồi sau đó mình bỏ vô menu. Menu giao diện menu nè, remove select. Rồi bỏ vô. Rồi select. Rồi lưu. Đó, lưu xong mình ra đây mình sẽ coi lại cái shop này, mình sẽ coi lại icon của mình. Cái icon đây nha, nhỏ nhỏ đây. Muốn to lên nữa thì mình phải chỉnh lại. Xin lời kết thúc ở đây. Menu 46. Đây mình cho nó là thử nha. Thử là minimum đi. Minimum. Mình thêm hết nha, mình thêm hết tất cả icon đây, mình lưu lại ha. Rồi bây giờ chỉnh, mình tiếp theo mình sẽ chỉnh cái icon này cho nó lớn lên. Để chỉnh icon này lớn lên, tôi sẽ gửi xuống với các bạn một cái đoạn code để chỉnh icon lớn lên. Copy đoạn code này. Rồi cái icon nó sẽ lớn lên. Đào tùy biến nè. Rồi mình vô cái chỗ gọi là CSS bổ sung. Dán cái đầu code vô đây. Đó, thì cái icon mình sẽ lớn hơn. Muốn lớn nữa thì mình sửa số lại nha. Tôi để 32 là vừa rồi. Muốn lớn hơn nữa thì mình gõ số này lên. Nhỏ thì mình gõ số này lại. Cái số này tăng nó sẽ lớn. Nhỏ nó sẽ icon nó sẽ nhỏ lại. Và mình gõ này lên ra đây kiểm tra icon nó mình sẽ lớn lên dễ nhìn hơn chút xíu ha. Đó. Rồi. Nghĩa là xong, mình làm xong cái phần icon, gắn icon vô cái danh mục sản phẩm của website nè. Nghĩa là làm xong nha.